Chào các bác nhá. Hân hạnh chào đón các bác quay lại với lại YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh các bác nhá. Shop với những cái phụ kiện bán hàng online chuyên nghiệp. Trong clip hôm nay là giới thiệu cho anh em cái phụ kiện trong anh em đam mê chơi. Anh em đam mê chơi PCP ấy. Đó là một cái dụng cụ, một cái công cụ hỗ trợ. Đó là cái bơm máy cao áp các bác nhá. Bây giờ là đang thời điểm vào mùa chim. Anh em nhu cầu về bơm máy rất là nhiều. Và thời điểm này thì hàng ở bên Trung Quốc nhập về cũng khó. Và thứ hai nữa là cái giá trị tiền tệ thì bây giờ cũng đang lên cao. Thì hàng khó về, mà hàng về thì giá sẽ lại cao hơn một chút. Thì hiện tại là em mới có được cái lô hàng gọi là bơm máy con hổ về thôi nhé. Bơm máy con hổ, còn bơm máy Yongxi thì phải hẹn các bác vài hôm nữa thì mới có. Thì đây là, nói chung là bây giờ là hiện tại là có cái gì thì bán cái đó các bác nhé. Có cái gì bán cái đó. Và em bán hàng là trên video thực tế. Trên video thực tế thì các bác cứ xem video thực tế em giới thiệu như nào thì các bác nhận hàng là sẽ có như vậy. Thì giờ em sẽ lấy một cái bơm máy thực tế của lô hàng lần này để cho các bác xem nhé. Để cho các bác xem cụ thể nó nhé. Mời các bác quan sát cụ thể lô hàng lần này này. Em đưa lên trên này cho nó sáng sủa cho các bác theo dõi cho nó dễ. Thì là em bán hàng trên video thực tế, lô hàng nó về như nào thì em sẽ bán như vậy. Thì tại vì mỗi một lần nó nhập nó lại khác nhau một chút về cái phụ kiện đi theo. Thì lần này phụ kiện của cái bơm máy này thì các bác cùng quan sát này. Các bác cứ theo dõi video nhé. Thế còn về giá thì lát nữa em sẽ báo cho các bác luôn. Đó. Đây là cái bao bì em mới bóc ra rồi này. Nó sẽ đặt này nó có khá đầy đủ cho mình đấy. Đây là cái lọc ẩm to. Lọc ẩm to và có túi bơm mút đi theo luôn nhé. Lô hàng này là có như vậy. Ở cái shop trên này em nhấc ra ngoài luôn. Nhấc ra ngoài luôn này. Em nhấc cái máy này ra ngoài luôn cho các bác xem này. Đó. Thì đối với lô hàng lần này, như các bác quan sát này, nó là bơm máy màu vàng các bác nhé. Màu vàng đấy. Đó, màu vàng đây. Cái bơm này anh em gọi là bơm con hổ. Phụ kiện nó đi theo này. Cùng lọc ẩm to này. Dây lọc nước này. Máy bơm nước này. Gói phụ kiện này. Gói phụ kiện. Dây điện nguồn này. Và cái dây bơm. Đấy là dây bơm này. Thì đối với lô hàng này thì khá là đầy đủ. Có cái lọc ẩm to các bác nhé. Thêm một số lô hàng trước thì nó lại không có lọc ẩm to thì các bác cũng thông cảm. Thì tại vì em bán hàng theo thực tế thôi. Nhập về có như nào thì là giao cho các bác như vậy. Để các bác nắm được nhé. Đây các bác quan sát này. Đây gọi là bơm máy con hổ này. Cái bơm này thì ưu điểm của nó là nén khá là khỏe. Nén khỏe đấy, bơm nhanh. Nhưng mà nó lại nổ hơi to một chút. Nó nổ hơi to một chút nha các bác nhé. Thế còn ưu điểm nữa, nó là cái phụ kiện của nó rất là dễ thay thế. Dễ thay thế mà nó rẻ tiền. Các bác hỏng cả cái đầu bò này thì mua luôn là cái đầu bò khác này. Mà cái này cơ bản nó hay hỏng phốt ở trong này. Chạy lâu ngày quá là nó nóng, nó chai cái phốt đó. Thì ở đây cái gói phụ kiện này nó đã có cho mình hai cái phốt đi theo là dự phòng. Đấy, chính là cái cục đen này này, chính là cái phốt đi theo dự phòng đó. Nó là dạng phốt cải tiến, một phốt ở trên đỉnh, rất là dễ thay thế nhá. Nó có hai cái này, một cái này và một cái bên này nữa. Thì đối với gói này đi theo nó đã có hai cái rồi. Thế còn ngoài ra thì cái gói này thì sau này các bác mà dùng hết rồi, các bác muốn mua thêm thì bên shop cũng có cung cấp cho các bác nhá. Thế còn bơm Yongxi thì nó đắt tiền hơn mà đồ nó lại khó mua hơn. Thông báo với các bác là hiện tại thì chỉ có bơm máy con hổ thôi. Bơm máy con hổ về cập bến cho các bác. Nó không có nhiều đâu, có mấy chục cái thôi. Các bác nào nhanh tay liên hệ đến shop thì còn. Còn các bác nào chậm hơn thì lại phải đợi nô sau. Bây giờ hàng về rất là khó nhé. Rồi em xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip bên shop. Mong các bác bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hàng thì ship COD. Các bác mua bơm máy này thì giá của nó là 3.400.000 một cái nhé các bác nhé. 3.400.000 một cái đã bao gồm cả phí ship rồi. Nhưng mặt hàng này nó khá là nặng đấy, nó mười mấy cân, cái phí ship nó cao. Thì yêu cầu các bác phải đặt cọc 100.000 để lấy cái trách nhiệm nhận hàng. Thì 100.000 này là sẽ trừ đi khi các bác nhận hàng. 3.400.000 các bác đặt cọc 100 thì sẽ còn 3.300.000 các bác nhé. Còn 3.300.000 nữa khi các bác thanh toán. Đấy. Anh em là hình thức giao dịch như vậy, thống nhất rất là rõ ràng. Các bác nào thiện chí mua thì liên hệ. Thế còn 100.000 ở đây là cái trách nhiệm nhận hàng thôi. Bên shop không có lừa gạt hay không có bao giờ lấy của các bác 100.000 hết nhé. 100.000 sẽ trừ luôn tiền hàng cho các bác. Rồi em xin cảm ơn các bác nhé. Lô hàng này là khá đầy đủ đấy. Lọc ẩm to. Lọc ẩm to này. Bông mút đi theo. Đấy, lô hàng thực tế như vậy. Rồi xin chào. Hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Chúc các bác sức khỏe và thành công.